C nè, chứng minh tam giác FHC đồng dạng với tam giác BHC. Các bạn thấy chưa? FHC và BHC. Thứ nhất, mình đã có góc này nè. Góc này với góc này đối đỉnh rồi, được chưa? Để dành đó đi à. Rồi, tiếp theo nè, lợi sẽ chứng minh cái góc này nè. Là đánh số 1 vô nha các bạn. Để mình nói cho nó lẹ, đánh ngay là số 2 nè. Cái số 1 nè. Đó. Lợi sẽ chứng minh cái thằng B1 này bằng bằng F1 nha các bạn. Được chưa? B1 này bằng F1. Thì các bạn nhìn kỹ nè. Lúc hồi nãy mình đã có gì à? Ta có tam giác gì à? Câu B nha, tam giác A F E đồng dạng với tam giác A C B. Được chưa? Chứng minh ở câu B. Vậy ta tương ứng góc F này bằng góc C này, vậy suy ra A F E bằng A C B. Cái góc này chính là F2 đó các bạn. Các bạn nhìn thấy F2 không ạ? A F E chính là góc F2 đó, các bạn thấy không ạ? Ok chưa? Bằng góc C này nè, bằng góc C này. Mà các bạn nhìn vào cái góc C này cộng góc B1 này bằng bao nhiêu ạ? 90 độ, bởi vì tam giác này là tam giác vuông đó. Mà cái góc B mình ghi ba chữ nha. E B C cộng với lại E C B bằng 90 độ. Lý do tam giác B F C vuông tại E. Tiếp tục nè, cái góc F1 này và F2 này cộng lại bằng bao nhiêu à? Cũng bằng 90 độ. Và cái góc mình viết ba chữ nha, H F E, H F E cộng A F E, A cộng A F E bằng 90 độ. Lý do tam giác A F H, A F H vuông tại F. Được chưa? Rồi, mà thằng nào à? Nhưng nè, thằng này nè, đó, bằng thằng nào à? Bằng AFE, đây, bằng này. Được chưa? Và thằng này nè, ACB, chính là ECB, đây. Hai thằng này bằng nhau, vậy suy ra hai thằng này bằng nhau. Suy ra E, B, C bằng H, F, C, F, F, E. Được chưa? Vậy cho thấy cái góc F1 bằng F, F2. Được chưa? Vậy bắt đầu mình xét hai cái tam giác A, F, E. Xin lỗi, F, F, H, E, F, H, C và tam giác B, H, C. Ta có thứ nhất, góc H đối đỉnh F, H, C, F, C bằng BHC đổi đỉnh. Hai góc đổi đỉnh. Tiếp theo các bạn viết vào HFE bằng với là EBC. Chứng minh trên đây này, chứng minh trên. Từ đó suy ra hai cái tam giác đó đồng dạng H F thiếu chi gì à? C H F C đồng dạng với H B C, H B C trường hợp góc. Ok không ạ? À, toán lớp 9 thi vào 10 nhé. Ok bạn. Rồi, thôi là chốt lại đây, kết thúc like nha các bạn. Tại vì hiện tại bây giờ cũng là 1 giờ mấy rồi, các bạn còn phải đi học nữa nha. Rồi, bạn nào yêu quý Lợi thì hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi nha các bạn. Trong quá trình giảng mà có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Mọi người ơi, hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi. Bạn nào yêu quý Lợi thì các bạn đã tham gia những cái nền tảng khác với thương hiệu là Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Mọi người ơi, hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi để Lợi được 100.000 follow sớm nhất nha mọi người. Bạn nào muốn hỏi cái gì, các bạn cố gắng mấy bạn gỡ đề sớm giúp Lợi qua những cái thông tin. Một là các bạn hãy comment ở trong TikTok, hai là các bạn có thể kết bạn Zalo giúp Lợi hoặc là những cái nền tảng khác với thương hiệu là Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Các bạn ơi, hãy
kết bạn với thương hiệu là thằng thầy Lợn để các bạn có thể theo dõi Lợn nha. Lợn không có lực like cố định nên các bạn thông cảm một chút xíu, các bạn phải tạo ra một nhóm, còn không các bạn hãy vào TikTok và ở dưới cái hình avatar có một cái đường link á, có cái nhóm đó, các bạn hãy tham gia nhóm đó, khi nào Lợn có lực like là sẽ gỡ mấy bạn sớm nhất nha mọi người. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn, mà có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu các bạn cố gắng comment giúp Lợn để Lợn khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.